ai đã thử sức chơi bộ môn này chưa? Sau khi Min đã thử sức với các bộ môn như là vẽ tranh sơn dầu rồi tranh đính đá thì bây giờ sẽ chuyển qua làm tranh chọc len. Ok, không để mọi người đợi lâu thì bây giờ chính thức Min sẽ bắt đầu review cho mọi người xem. Thì như mọi người đã thấy, đây chính là bức tranh chúng ta sẽ làm. Thì tất nhiên không thể nào thiếu len và các phụ kiện đi kèm. Min sẽ cần gắn tranh vào trong khung để cố định rồi bắt đầu làm. Thật ra thì sau khi đọc hướng dẫn thì Min cũng không hiểu gì hết trơn nên phải lên trên mạng tìm kiếm clip rồi coi rồi bắt đầu mới làm. Giờ thì Min chỉ nghĩ hả là nếu mà mình muốn nón len hay là áo len đó là mình phải tự đan tự móc len, chứ chưa bao giờ mà Min biết tới bộ môn mà chọc len như kiểu này luôn á. Đây là lần đầu tiên luôn. Mà thôi kệ đi, thất bại là mẹ thành công mà, cái nào khó quá thì mình bỏ qua. Mà phải công nhận mấy cái việc mà làm lớn lao á nha, ừ thì Min không có làm được, nhưng mà mấy cái trò chơi linh tinh á thì Min rất là khéo tay nha. Min đã quen tay chọc len thì mình cứ 1 2 1 2 1 2 tiến tới cua lên. Trong clip mọi người thấy Min làm suôn sẻ, chọc tới đâu là xong tới đó đúng không? Nhưng mà không có đâu, có mấy cái tự nhiên nó bung lên và Min phải làm lại từ đầu. Mà cũng ngộ lắm, có nhiều bộ môn á khi mình chơi á mình sẽ giải trí giảm suy chết, nhưng không, Min càng chơi thì Min càng suy chết, ngộ không? Rồi, sau khi đã hoàn thành những cái bước chọc len thì bây giờ mình sẽ chuyển qua đến những cái phụ kiện linh tinh nữa là mình sẽ hoàn thành. Mà cũng đâu có ít ỏi gì đâu, 3-4 ngày giờ mới hoàn thành được đó mọi người. Và cuối cùng đây chính là thành quả. Ui ui, cũng rất gì đó và này nọ. Sẽ tự chấm điểm cho bản thân luôn, 10 điểm về chỗ quỳ.